Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, siêu thị Tứ Sơn vừa tổ chức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông thủy sản của tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Kiên Giang tại tỉnh An Giang. Theo đó, siêu thị Tứ Sơn đã kết nối và tiếp nhận hàng hóa của 17 tỉnh thành đưa vào phục vụ tại siêu thị. Mỗi năm phục vụ cho khoảng 10 triệu lượt khách thông qua lưu lượng khách tham quan du lịch trong và ngoài nước đến với thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là cơ hội và cũng là thị trường tiềm năng giúp cho các sản phẩm Kiên Giang được khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Là được thuận lợi là mình quảng bá được cái nghề truyền thống của bà con đồng bào của mình và kết hợp với các đơn vị giống như là như siêu thị nè, rồi những các nơi điểm dừng chân du lịch hoặc là những cái resort để mình tìm cái cơ hội mới hơn nữa. Xí nghiệp cá cơm của anh thì chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Thì bây giờ công ty có chủ trương là muốn mở rộng thị trường nội địa để quảng bá thêm thương hiệu cho người tiêu dùng nội địa hôm nay. Trong chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa với siêu thị Tứ Sơn, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tỉnh Kiên Giang đã giới thiệu sản phẩm, gồm các sản phẩm hạt tiêu, cơm cháy gạo lứt, trà gạo lứt, trà mãng cầu, các sản phẩm nước mắm, mắm ruốc, các sản phẩm khô cá cơm truyền thống và khô cá cơm tẩm gia vị và sản phẩm tôm khô, chả cá rô phi. Mỗi một tỉnh chúng ta phải đưa ra những dòng sản phẩm nào mà nhìn vào đó, người ta biết rằng địa lý vùng nơi đó nó là chủ thể của sản phẩm đó, là một cái điều mà tôi cảm thấy rất là trân trọng mà Kiên Giang đã làm được việc này. Trong chuyến đi, đoàn còn có buổi tham quan và trao đổi tại công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang Antesco để giới thiệu và thỏa thuận trưng bày, từ đó hướng đến đưa các sản phẩm vào tiêu thụ tại siêu thị. Đến đây là điểm thứ hai, cũng là điểm thấy cũng có cái hứa hẹn và triển vọng. Cái điểm tảng sáng ở tại thị xã, tại thành phố Long Xuyên, thì đó là cũng một cái điểm lý tưởng mà có thể sau này đó, cái chỗ đó là mình dùng cái hàng ký gửi cho của hợp tác xã cũng được. Được tham gia vào một cái chương trình của Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Kiên Giang kết nối với siêu thị Tứ Sơn, đây là một chương trình rất ý nghĩa và thiết thực đối với các cơ sở. Qua đây thì các cơ sở có cơ hội để quảng bá thương hiệu của mình. Hoạt động xúc tiến thương mại là yếu tố quan trọng thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ. Mà sắp tới đây thì trung tâm cùng với các ngành chức năng cũng đồng hành với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho họ phát triển về chất lượng, về điều kiện, về tiêu chuẩn này nọ v.v. để có cơ hội tham gia những cái thị trường ở nước ngoài, đặc biệt là các hệ thống kênh phân phối của nước ngoài ở tại Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên Giang cùng các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường các chương trình hoạt động, nâng cao vai trò là cầu nối giúp các doanh nghiệp, cơ sở và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ sản phẩm đến thị trường trong và ngoài nước.